vụ test medical thì là lần này lần thứ năm thì thấy tự tin người khỏe hơn tí xíu. Thì cơ bản là vùng cổ mình cách đây mấy năm là nó đau nhất, người khó chịu lắm, cứ chiều tối về là máu không lưu thông lên não mỗi vùng vai cổ. Và sau khi sử dụng dịch vụ này thấy nó khả quan và tiến triển tốt đẹp. Hy vọng là mấy lần nữa là mình giảm được nhiều hơn nữa để cho tự tin.